máy chạy diễn. Phía sau ánh hào quang trên màn ảnh không chỉ là nụ cười hạnh phúc mà có cả nước mắt đắng cay. Lâm Huy, chàng diễn viên trẻ luôn bị giằng xé giữa tình yêu với Hoàng Mai và quá khứ đau buồn. Mà còn mồi chạy phi công trẻ, tối qua anh đi uống rượu ở đâu? Về nhà anh chỉ gọi tên con mụ Hoàng Mai đó thôi. Rồi mày cũng sẽ giống như tao thôi, sẽ bị hắn bỏ rơi. Chị ơi, má ơi, đó là con của anh mà. Con gì ở đây nữa, phá thai rồi đó. Những mảnh vỡ của bi kịch, những ám ảnh của quá khứ cứ chồng chất lên nhau, xô đẩy Lâm Huy vào tuyệt vọng. Từ bỏ tất cả, Lâm Huy bước chân vào hành trình vô định với trái tim sám hối, dẫu có muộn màng. Đi đi! Ba, ba, đừng có gọi tôi bằng má.